Thưa quý vị và các bạn thân mến, 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 và Biển Đông năm 2019, một năm dậy sóng như thường lệ. Dịp cuối năm là thời điểm để nhìn lại những sự kiện nổi bật. Chúng tôi không bao quát các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật. Chúng tôi nhấn mạnh các sự kiện có tác động qua lại với nhân quyền và không gian xã hội, dân sự tại Việt Nam. Đó là lý do bạn sẽ không thấy sự kiện xử đại án AVG trong danh sách này. Sự kiện thứ nhất, Facebookers liên tục bị bắt giữ và tuyên án. Năm 2019 chứng kiến cảnh tượng bắt giữ nhiều Facebooker trên cả nước, trải dài ở tất cả các tháng trong năm liên quan đến tội danh an ninh quốc gia, chủ yếu là tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Mức án trung bình là 6 năm tù. Mức án cao nhất là 14 năm tù dành cho thầy giáo Đào Quang Thực về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2019 cũng chứng kiến chính quyền các tỉnh thành bắt giữ các cá nhân tham gia cuộc chiến chống BOT bẩn. Cụ thể, bà Đặng Thị Huệ hay còn gọi có cái tên khác là Huệ Như, một người thường lên tiếng phản đối các trạm thu phí BOT, có vấn đề đã bị Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội bắt giữ vào tháng 10 năm 2019 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Trong một con số thống kê, số tù nhân lương tâm bị bắt giữ tại các nhà tù Việt Nam đã vượt con số 200 người theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch. Vấn đề thứ hai đó là tự do báo chí, in ấn bị tụt dốc. Vào tháng 4 năm 2019, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đã công bố bảng xếp hạng tự do báo chí 2019. Theo đó, Việt Nam đã bị tụt một hạng trên bảng xếp hạng tự do báo chí so với năm ngoái, đứng thứ 176 trên 180 quốc gia được đánh giá. Trường hợp nhà báo độc lập bị bắt gần nhất là ông Phạm Chí Dũng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Một trường hợp khác là nhà xuất bản tự do được thành lập vào tháng 2 năm 2019 với tôn chỉ hoạt động độc lập, không chịu sự kiểm duyệt vào tháng 10 năm 2019. Một số độc giả của nhà xuất bản này phản ánh lại với cô Phạm Đoan Trang và fanpage nhà xuất bản về việc họ bị an ninh sách nhiễu và khủng bố tinh thần. Tổ chức Ân xá Quốc tế nhanh chóng lên án vấn đề này. Thông cáo cho biết việc đàn áp đã gửi ra một thông điệp đáng ngại cho những người muốn tự do thực hành quyền bày tỏ ý kiến và tiếp xúc thông tin, quan điểm, đồng thời là một dấu hiệu cho thấy việc chính quyền không chấp nhận sự bất đồng, quan điểm ôn hòa. Vấn đề thứ ba là tự do Internet xuống hạng. Theo tổ chức Freedom House công bố báo cáo tự do Internet ngày 5 tháng 11, xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet, bao gồm hạn chế quyền của người sử dụng Internet, kiểm soát nội dung trên mạng xã hội. Trong phần đánh giá về Việt Nam, báo cáo của tổ chức này đã đánh giá Việt Nam chỉ được 24 trên 100 điểm. Cụ thể, ở phần trở ngại để truy cập, Việt Nam được 12 trên 25 điểm. Phần giới hạn đối với nội dung được 7 trên 35 điểm. Phần vi phạm quyền người dùng được 5 trên 40 điểm. Nguyên nhân đến từ việc nhà nước Việt Nam đã thiết lập nhiều công cụ để kiểm soát Internet, trong đó có luật an ninh mạng năm 2018. Vấn đề thứ tư của năm 2019 là luật an ninh mạng có hiệu lực. Với 7 chương 73 điều luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật này dù được chính quyền quảng bá là quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, trong một phát biểu vào tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần có luật này để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Đánh giá về luật này, chuyên gia an ninh mạng Dương Ngọc Thái đã có thư ngỏ gửi Quốc hội khẳng định chống nói xấu đảng không bảo đảm được an ninh mạng. Bảo đảm an ninh mạng không có nghĩa là phải hy sinh phát triển kinh tế và tự do của người dân. David Sear, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2011 đến 2014 bày tỏ Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng và đó là bước lùi lớn
gây hệ lụy và là khiến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tốn thêm chi phí. Vấn đề thứ năm của năm 2019 là tiếp tục dừng lại luật đặc khu. Vào tháng 8 năm 2018, trước áp lực của dư luận xã hội, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết tán thành tạm dừng luật đặc khu như là biểu hiện thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Vào năm 2019, sau Phú Quốc, Khánh Hòa xin dừng quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu. Nguyên nhân xuất phát từ thiếu cơ sở pháp lý trong quy hoạch và định hướng quy hoạch đặc khu khi luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua. Vấn đề thứ sáu của năm 2019 là hoãn thời hạn ghi hình, ghi âm khi lấy lời cùng của phạm nhân. Dù thông tư liên tịch 03/2018 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 đề ra quy định nhằm chống bức cung, nhục hình và oan sai. Trong đó, trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được hỏi cung, lấy lời khai của bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội. Và mặc dù vào tháng 9 năm 2019, Bộ Công an thống nhất ghi âm, ghi hình và âm thanh trong việc hỏi cung bị can từ ngày 1/1/2020 trên phạm vi cả nước, theo đề án cơ sở vật chất, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can được Thủ tướng phê duyệt hôm 11/9. Tuy nhiên, vào ngày 24/12/2019, Bộ Công an cho biết bộ này muốn lùi việc áp dụng biện pháp ghi âm, ghi hình trong hỏi cung thêm một thời gian nữa vì đây là một chủ trương lớn đòi hỏi nỗ lực của các bộ ngành. Trong khi đó, chiều ngày 21/11/2019, bị can Đặng Thanh Tùng bị chết trong thời gian tạm giam tại trại tạm giam tỉnh Hà Nam. Còn trong phiên tòa xét xử lưu động 9 bị cáo tham gia cưỡng bức sát hại nữ sinh giao gà, Bùi Văn Công khai trong thời gian tạm giam hắn ta bị điều tra viên công an tỉnh Điện Biên đánh đập bằng dùi cui điện. Thưa quý tòa, bị cáo bị oan, bị cáo bị ép cung, bị đánh đập nhiều lần đến khi ngất và sau đó bị dí điện vào vùng nhạy cảm, hắt nước để tỉnh lại. Vấn đề thứ bảy của Việt Nam năm 2019 đó là vấn đề của EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EFTA được chính thức kết thúc đàm phán vào tháng 12/2015 và hiệp định đã được ký kết vào 30/6/2019 và dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2020. Hiệp định được đánh giá là có đi kèm các điều kiện nhân quyền bên cạnh thương mại nhằm bảo đảm sự phát triển thịnh vượng ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Hiệp định dù đi kèm các điều khoản nhân quyền trong đó có vấn đề công đoàn ngoài nhà nước. Tuy nhiên, góc độ hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, khả năng thực thi các cam kết nhân quyền của Hà Nội khó có tính thực tế cao. Một trong số đó là Việt Nam chưa phê chuẩn hoặc xác định lộ trình ràng buộc để phê chuẩn Công ước 87 của luật ILO về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức và Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. EFTA cũng chứng kiến sự phản ứng có phản trái ngược trong những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Liên quan ủng hộ EFTA để có ràng buộc nhân quyền và phản đối phê chuẩn EFTA cho đến khi Việt Nam cải thiện nhân quyền, EFTA từng gặp trục trặc kỹ thuật vào đầu năm 2019. Vấn đề thứ 8 của Việt Nam trong năm 2019 đó là bãi tư chính. Bãi tư chính khu vực thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam đã bị Trung Cộng ngang ngược quần thảo trong thời gian 3 tháng, từ 3/7/2019 đến ngày 24/10/2019. Hành động này được đánh giá là nắn gân Hà Nội trước thềm đại hội Đảng và các sự kiện trọng đại khác trong năm 2020. Sự kiện bãi tư chính dẫn đến nhu cầu xã hội về thay đổi chính sách đối ngoại quốc phòng, trong đó chấm dứt chính sách không liên minh. Sự kiện bãi tư chính cũng chứng kiến trạng thái im lặng bất thường trong xã hội Việt Nam, mặc dù tính ngang ngược của Trung Quốc lần lượt vượt xa 5 sự kiện xâm nhập trái phép khi đặc quyền kinh tế Việt Nam của tàu HD981 vào năm 2014. Vấn đề thứ 9 của Việt Nam năm 2019 đó là Bộ Luật Lao động được sửa đổi năm 2019.
Vào tháng 11 năm 2019, Bộ Luật Lao động sửa đổi với 17 chương và 220 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 được Quốc hội Việt Nam thông qua. Quyết định thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không thuộc Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ghi nhận đây là một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế và rằng Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử. Tuy nhiên, chưa có một lộ trình ràng buộc rõ ràng trong hình thành tổ chức công đoàn ngoài quốc danh được xảy ra trong tương lai khiến cho không ít người nghi ngờ công đoàn quậy. Vấn đề thứ 10 của năm 2019 ở Việt Nam đó là người dân Đồng Tâm cầu cứu thế giới. Sự kiện giữ đất tại Đồng Tâm, Hà Nội tiếp tục nóng lên vào những ngày cuối năm. Facebooker Trịnh Bá Phương thông tin sau sự việc các lực lượng công an quân đội kéo về trường bắn ở Miếu Môn Đồng Tâm hôm 29 tháng 12 năm 2019. Cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành và các đại diện Đồng Tâm đã gửi lá đơn kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức nhân quyền, chính phủ và quốc gia quan tâm đến nhân quyền Việt Nam. Kiến nghị chính phủ các nước đã tổ chức nhân quyền quốc tế hãy giúp đỡ và bảo vệ nhân quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân chúng tôi. Sự kiện lần này gợi nhớ sự kiện nổi dậy của người dân xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vào đêm 26 rạng ngày 27 tháng 6 năm 1997. Một phản ứng mà khiếu kiện của nông dân về những vấn đề dân chủ và công bằng xã hội trong nông thôn. Không những thế, năm 2019 còn có những căng thẳng ở bãi Tư Chính cực kỳ căng thẳng do Trung Quốc gây ra. Từ ngày 3 tháng 7, tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc dưới sự hộ tống của tàu Hải Cảnh đã đi vào phạm vi 12 hải lý ở bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa để quấy nhiễu hoạt động khoan thăm dò dầu khí của Việt Nam hợp tác với tập đoàn Rosneft của Nga. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với vùng biển này trong phạm vi đường chín đoạn, khu vực này lại nằm hoàn toàn trong thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Mục đích của hành động này của Bắc Kinh, theo các chuyên gia là không để các nước bên ngoài tham gia khai thác năng lượng trên Biển Đông, điều mà họ khăng khăng đòi hỏi trong quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC. Trong khoảng thời gian gần 4 tháng, tàu Hải Dương đã vài lần rời đi để hướng về bãi chữ thập, nơi Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo trước khi trở lại quấy nhiễu, mỗi lần rời đi khoảng một tuần lễ. Việc này đã cho thấy sự lợi hại của các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp vốn giờ đây giúp họ có thể duy trì sự hiện diện liên tục để gây sức ép lên các nước quanh Biển Đông. Chính quyền Việt Nam loan báo đã dùng mọi kênh để đấu tranh với Trung Quốc, từ phản đối ngoại giao, vận động quốc tế cho đến đối đầu trên thực địa, trong khi Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều lên án hành động của Trung Quốc mà họ cho là bắt nạt. Đến ngày 24 tháng 10, sau gần 4 tháng quấy nhiễu, Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời đi vì đã hoàn tất công việc khảo sát khoa học ở vùng biển do Trung Quốc kiểm soát. Việt Nam cân nhắc hành động pháp lý để chống lại Trung Quốc. Căng thẳng trên bãi Tư Chính dâng cao dẫn đến nhiều lời kêu gọi Việt Nam nên có hành động pháp lý đối với Trung Quốc, cũng giống như vụ kiện của Philippines vốn được Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA ra phán quyết hồi năm 2016. Sau thời gian dài im tiếng về vấn đề này, hồi đầu tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nói rằng Việt Nam ưu tiên đàm phán nhưng cũng có lựa chọn khác đối với tình hình Biển Đông, trong đó có các biện pháp pháp lý. Các học giả quốc tế đều cho rằng Hà Nội sẽ có khả năng thắng lợi rất cao nếu đi theo con đường pháp lý như Manila đã kiện Trung Quốc trong khuôn khổ các điều khoản của Công ước Quốc tế về Luật Biển, tức UNCLOS. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại kết quả vụ kiện sẽ không làm thay đổi được tình hình gì trên thực tế vì Bắc Kinh sẽ từ chối tuân thủ phán quyết, trong khi việc kiện tụng lại làm phức tạp thêm quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và Hà Nội sẽ phải trả giá về chính trị và kinh tế. Phản ứng trước việc này, Bắc Kinh đã kêu gọi Hà Nội không nên có những hành động làm phức tạp thêm vấn đề. Hồi năm 2014, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố Việt Nam cân nhắc kiện Trung Quốc sau khi nước này
hạ đặt một giàn khoan khổng lồ vào thềm lục địa của Việt Nam. Philippines được Mỹ bảo đảm. Manila đã được Washington nói rõ trong trường hợp họ bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông thì Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ họ theo đúng tinh thần hiệp ước phòng vệ tương hỗ giữa hai nước được ký kết vào năm 1951. Trước đó, phía Mỹ chưa bao giờ nói rõ điều này với Philippines, khiến cho nước này lo ngại về mức độ cam kết của Mỹ đối với đồng minh có hiệp ước. Phát biểu ở Hà Nội hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng máy bay hay tàu bè của Philippines trên Biển Đông sẽ kích hoạt các nghĩa vụ phòng vệ tương hỗ. Ông cũng cho rằng các hoạt động quân sự và việc xây dựng đảo Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa chủ quyền an ninh và sinh kế của Philippines cũng như của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Daphne Lorenzana đã tìm cách xem xét lại hiệp ước này để có được sự bảo đảm lớn hơn từ phía Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành xử hung hăng đối với các lợi ích của họ, của Philippines ở Biển Đông, nhất là xung quanh các hòn đảo nhân tạo xung quanh quần đảo Trường Sa mà nước này tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte không tin vào quan hệ đồng minh với Mỹ và cho rằng hiệp ước với Mỹ khiến nước ông trở thành một mục tiêu tiềm tàng của Trung Quốc, quốc gia mà ông muốn phát triển quan hệ kinh tế. Malaysia có lập trường mạnh mẽ hơn. Malaysia, nước cũng có tranh chấp Biển Đông nhưng trước giờ vẫn tỏ ra nhẫn nhịn trước Trung Quốc chứ không mạnh miệng như Việt Nam hay Philippines, đã có lập trường mạnh mẽ hơn khi Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah hồi tháng 12 đã thẳng thừng gọi đường chín đoạn của Trung Quốc ôm trọn hầu hết Biển Đông là nực cười. Việc Trung Quốc đòi hỏi quyết sở hữu đối với toàn bộ Biển Đông, tôi nghĩ đó là điều nực cười, ông Saifuddin phát biểu ở Kuala Lumpur hôm 20 tháng 12 năm 2019. Trước đó, nước này đã đệ trình hồ sơ lên Ủy ban về giới hạn thềm lục địa của Liên Hợp Quốc để xác định rõ giới hạn thềm lục địa của họ đi sâu vào phạm vi đường chín đoạn của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phải đáp trả với việc cáo buộc Kuala Lumpur xâm phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi Liên Hợp Quốc đừng xem xét hồ sơ này. Cách đây một thập kỷ, Malaysia cũng đã liên minh cùng với Việt Nam đệ trình lên Liên Hợp Quốc hồ sơ xác định ranh giới thềm lục địa. Hành động này đã bị Trung Quốc phản đối một cách mạnh mẽ và họ đã lần đầu tiên công bố với thế giới yêu sách đường chín đoạn. Khác với cựu Thủ tướng Razak vốn ngập trong khoản vay của Trung Quốc, Thủ tướng Mahathir Mohamad ít bị Trung Quốc ràng buộc hơn. Ông đã bật đèn xanh cho các hành động pháp lý đối với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp và thẳng thừng lên án các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Malaysia. Hồi tháng 10, Ngoại trưởng Abdullah cũng đã từng kêu gọi củng cố năng lực hải quân của đất nước để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột ở Biển Đông. Ông nói Malaysia sẽ ra công hàm phản đối nếu cường quốc nào đó xâm phạm vào lãnh thổ của họ. Trung Quốc muốn hợp tác cùng khai thác với Philippines. Bắc Kinh tìm cách thuyết phục Manila hợp tác cùng khai thác dầu khí với họ trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Họ đưa ra các điều kiện hợp đồng hấp dẫn để lôi kéo Philippines hòng làm nước này bỏ qua hoàn toàn phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi năm 2016 tuyên bố chiến thắng cho Philippines trong vụ kiện của nước này về Biển Đông. Khi tiếp Tổng thống Duterte hồi tháng 9 ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hai nước có thể có bước tiến lớn hơn trong việc hợp tác cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông nếu họ có thể giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền. Ông Duterte sau đó đã lộ rằng ông Tập đã hứa sẽ cho Philippines hưởng 60% lượng tài nguyên khai thác trong dự án khai thác chung, trong khi Bắc Kinh chỉ hưởng 40%. Với điều kiện là Philippines phải dẹp qua một bên phán quyết của tòa án quốc tế. Tuy nhiên, vùng biển mà hai bên dự định cùng khai thác chung là nằm trong bãi cỏ rong, vốn nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, tức EEZ của Philippines. Điều này đã dẫn đến sự lên án từ nội bộ Philippines. Trong khi đó, ông Duterte vốn đang tìm cách lôi kéo hàng tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc, được cho là rất háo hức thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí ở Trung Quốc. Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi vào vùng Biển Đông.
Trong năm 2019, các chiến hạm của Mỹ tiếp tục đi vào Biển Đông, có khi tiến gần đến phạm vi 12 hải lý của các thực thể nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông, trong nỗ lực bảo đảm quyền tự do hàng hải cũng như thách thức đòi hỏi chủ quyền thái quá của Trung Quốc. Hồi tháng 1, chiến hạm USS MC Campbell đã thực hiện chuyến tuần tra vì tự do hàng hải For North ở Biển Đông khi đi vào phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa. Hồi tháng 2, hai khu vực, hai trục hạm có tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi vào phạm vi 12 hải lý của bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Hồi tháng 5, các khu trục hạm có tên lửa dẫn đường Prevo và Chung Hun đã đi vào phạm vi 12 hải lý của bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Cũng trong tháng 5, khu trục hạm Prevo cũng đã đi vào 12 hải lý của bãi cảng Scarborough mà Trung Quốc chiếm giữ từ phía Philippines. Đến tháng 8, tàu hải quân Mỹ Wayne E. Meyer thuộc trục hạm thuộc lớp Island Speaker có tên lửa dẫn đường đã đi vào 12 hải lý của đảo Chữ Thập và bãi Vành Khăn. Phía Trung Quốc đã lên án các hành động này của Mỹ là khiêu khích, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và làm tổn hại hòa bình, an ninh của khu vực. Bắc Kinh đe dọa sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh. Tàu Trung Quốc đâm tàu Philippines rồi bỏ chạy. Tranh cãi nổi lên giữa Manila và Bắc Kinh sau vụ va chạm hôm 9 tháng 6 tại bãi Cỏ Rong sau khi tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines rồi bỏ chạy, bỏ mặc 22 ngư dân của Philippines trên biển. Hành động này đã bị công chúng Philippines lên án một cách dữ dội. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cho rằng tàu cá của họ đã tìm cách cứu vớt các ngư dân Philippines, nhưng do họ bất ngờ bị 7-8 tàu cá của Philippines bao vây nên phải bỏ chạy. Bắc Kinh đã đề xuất mở cuộc điều tra chung về vụ việc và Tổng thống Duterte đã chấp nhận đề xuất này. Trước đó, ông Duterte đã bị dư luận lên án vì nói theo lập trường của Trung Quốc thay vì lên tiếng bảo vệ các ngư dân Philippines sau khi ông gọi vụ đâm tàu là sự cố nhỏ trên biển. Trong khi đó, thuộc cấp của ông Duterte từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Tư lệnh Hải quân đều lên án Trung Quốc. Ngoại trưởng Teodoro Locsin đã phản đối chính thức với Trung Quốc và bác bỏ ý tưởng một cuộc điều tra chung. Sự cố này đã làm phức tạp thêm nỗ lực của ông Duterte muốn xích lại gần hơn với Trung Quốc. Toàn bộ ngư dân của Philippines gặp nạn đã được các tàu cá Việt Nam cứu giúp. Phim Amonebo bị chỉ trích vì có cảnh đường chín đoạn. Phim hoạt hình chiếu rạp Abominable của hãng DreamWorks của Mỹ đã đối mặt với làn sóng phản đối khi được trình chiếu ở các nước Đông Nam Á do có cảnh cho thấy tấm bản đồ có vẽ đường chín đoạn, cơ sở để Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 90% diện tích Biển Đông. Ở Việt Nam, phim này đã bị rút giấy phép và rút ra khỏi hệ thống các rạp chiếu chỉ sau hơn một tuần trình chiếu sau khi hệ thống kiểm duyệt bỏ sót cảnh có đường chín đoạn này, khiến dư luận Việt Nam phản ứng gay gắt. Trong khi đó, Malaysia vẫn cho trình chiếu phim với điều kiện là cảnh có bản đồ đường chín đoạn phải bị cắt bỏ. Tuy nhiên, nhà phát hành phim này quyết định không tuân theo yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ Malaysia mà do đó phải rút bỏ bộ phim này ra khỏi thị trường của quốc gia này. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin kêu gọi người dân nước này tẩy chay bộ phim này thay vì ban hành lệnh cấm như ở Việt Nam. Abominable kể về một cô bé Trung Quốc phát hiện ra một con bò Tây Tạng sống trên mái nhà của cô. Phim là dự án hợp tác giữa hãng phim Bia có trụ sở ở Thượng Hải và hãng phim hoạt hình DreamWorks. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.